Long xin chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay Long sẽ di chuyển tới một bản, đó là bản Đồng Tấm thuộc xã Thạch Ngan, huyện Con Cuông. Vào ngày hôm nay đó là ngày tổ chức kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Long sẽ trở về đấy để ghi lại một số hình ảnh về bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở khu vực lên này. Khi trở về đấy thì Long cũng có một cái gì đó rất ấn tượng về cái bản sắc văn hóa ở đấy. Khi đến đấy thì chúng ta cùng sẽ được thưởng thức những bản sắc văn hóa cũng như là những món ăn ẩm thực. Và bây giờ là mình sẽ đi di chuyển lại cái gian hàng về ẩm thực của khu vực lên này, đó là một trong đấy có thể nói là một trong những cái món ăn rất đặc biệt của đồng bào dân tộc Thái ở đấy, đó là mật khèn. Mật khèn này thì được các bà con ở đấy lên rừng hái trở về và làm một số gia vị để ăn trong những món ăn ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái nha các bạn. Khi trở về đấy, Long cũng được thưởng thức một số món ăn đặc biệt cũng như là ngắm một số về hóa văn, về bản sắc văn hóa, những trang phục của đồng bào dân tộc ở nơi này. Và đấy là một trong những cái chiếc váy cũng như là phụ kiện để chị em trưng diện trong các ngày lễ ngày hội. Còn bây giờ Long sẽ di chuyển vào trong lối các anh chị em bên bán hậu cần để chuẩn bị cho công tác bữa trưa ngày hôm nay. Luôn có những món gì chúng ta hãy di chuyển và đi theo chân với Long. Chúng ta sẽ vào trong đây để xem các anh chị em làm những món ăn như thế nào nhé. Và đây các anh chị em đã chuẩn bị cho mình những món ăn của bản sắc văn hóa dân tộc đây rồi. Mình rất khoái cái món này các bạn, đó là cái món canh chuối này. Món này là tuy là mình không phải là người đồng bào Thái nhưng mình rất khoái cái món này, bởi vì mỗi khi mình uống rượu say mình có thể dùng cái này để giả rượu. Đó là một trong những phương án giả rượu rất tốt các bạn ạ. Đây là các anh các chị đang chuẩn bị cho những bữa ăn vào buổi trưa ngày hôm nay. Trong không khí tưng bừng và rất là hồi hả để cho các anh các chị đón một cái ngày lễ thật thành công, thì tổ hậu cần này không thể thiếu, và tầm quan trọng của tổ hậu cần này các bạn. Đấy là tổ hậu cần làm rất nhiệt tình. Sau khi được chế biến tại gia đình tại gia đấy, thì chúng ta các anh các chị sẽ di chuyển trở về tại nhà văn hóa cộng đồng của bản Đông Tiến. Và những thực phẩm như thế này đã được chế biến sẵn đấy các bạn. Đấy là món lợn rừng, lợn nha nuôi trong rừng, không phải lợn rừng đâu các bạn, lợn nha nuôi trong rừng và là được chế biến sẵn như thế này. Sau khi được chế biến sẵn thì ba con đã gọi lại để di chuyển rồi. Đây là món này là món đặc sản của đồng bào dân tộc Thái của chúng mình này, đó là món mọc này là mọc gà hay là mọc thịt là gì? Mọc thịt lợn đây là món mọc thịt lợn đấy các bạn. Cái món mọc này có thể nói là một trong những đặc sản về ẩm thực của văn hóa đồng bào dân tộc Thái ở khu vực nơi này. Và bây giờ mình sẽ quay cẩn cho các bạn biết được là món mọc như thế nào nhé. Nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt đấy các bạn. Cái món này lúc nửa là một chắc mình là ăn hết hai đùng này các bạn. Rất khoái. Rồi em cảm ơn chị nha. Các chị trong ban tổ hợp cần. Và bây giờ Long sẽ di chuyển tới một món nữa, đó là món này không thể nào bỏ qua trong khi ăn xôi. Cái món ăn cùng với xôi, cùng với cơm nếp, đấy là món này. Đấy, cái món này gọi, các bạn có biết được món này là món gì không? Đấy là những quả cò này được bà con thôn bản hái từ trong rừng. Tức là những cái này là mọc trong rừng và bà con vào rừng hái về ha. Bên cạnh những cái món này thì đây cũng là một trong những cái món đặc sản. Đấy là các bạn biết cái này cái gì không? Đây là rau dùng bọc nôm nha các bạn. Rau dùng này với một trong những cái món ăn cùng với là cơm hoặc là xôi, và đặc biệt là dành cho các anh đại mây nấu nhầm điều. Khi trở về đây thì Long di chuyển một quãng đường rất dài, không biết là trưa hôm nay có về được không, bởi vì bên cạnh những món ăn ẩm thực thì đây là những bình rượu cần. Khi thưởng thức rượu cần thì Long có thể là cũng chưa thử chắc được là có về hay không, bởi vì những bình rượu cần này rất ngon. Không phải là ngon bởi về độc nhất về cái giá trị của nó, mà ngon với cả cái sự gọi là thân thiết gần gũi và hiểu khách của bà con ở đây nữa các bạn.
chứ hôm nay Long sẽ quay tất cả những cái video về thưởng thức ẩm thực cũng như là tổ chức hội điều canh ở đấy. Hội điều canh ở đấy với Long là có thể là có đi sâu và gắn liền với trong những cái cuộc vui, bởi vì không thể nào thiếu được những bình rượu canh như thế. Và đây là các anh đang chuẩn bị trưng bày những món ăn ẩm thực của đồng bào Thái lên điện. À đây là món gì đây anh? Đây là món xôi. À đây là xôi, được gọi đó là chuối. Gọi là chuối. Rất là giản dị. Những món ăn được gọi lên là chuối cũng như là được trải lên trên đĩa cho con không phải là vào mắm của các bạn nhé. Đây là các anh đã chuẩn bị cho mình những món ăn đó là được cho vào cái bạch chuối luôn. Đây là tổ hậu cần rất nhiệt tình của khối bản. Trường đúng là bếp trường chuẩn luôn đấy. Bếp trường. Sau khi lễ hội tán ra thì tán thì là chúng ta sẽ được thưởng thức một số trò chơi dân gian, đó là nhảy sạp, công chiêng, và đây là có cả những con nữa các bạn này. Bên cạnh đó nữa là có cả khắc luống này, có trò chơi đi chăng khéo và trò chơi đuổi vịt, tức là bịt mắt bắt vịt đấy các bạn. Những trò chơi đó Long sẽ truyền tải lên kênh YouTube Tập Long Hành. Đối với các bạn mới vào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn nút đăng ký cùng như ấn nút chuông trên cùng để nhận thông báo khi có video mới, và đón xem tất cả các video về bản sắc văn hóa dân tộc Thái của Long trên kênh YouTube Tập Long Hành nhé. Long thì như là có Long mới sẽ quay gần cho các bạn xem những món ăn ẩm thực của đồng bào Thái ở đấy. Long còn này cái cùng nói là họ đứng lấy nước bắt nước đi. Các bạn nhìn ra thấy có hấp dẫn không? Đây là những món ăn rất là giản dị. Bắt khô, bắt khô không được, nếu mà không bỏ đĩa. Đấy, như vậy là anh đầu bếp đã soạn cho mình được một cái đĩa rất là đẹp này. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đấy, một cái đĩa, một cái mâm rất là đẹp. Bỏ chứ, rồi biết đây, anh Kim. Thịt lợn luộc. Anh ấy cho mày. Bỏ luôn, bỏ luôn. Và thịt lợn quay. Bên cạnh đó là món mọc, thịt gà. Thịt gà này là của gà đôi của bà con thôn bản từ dưới trong lại với các bạn. Đấy, xuống, 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 và có to đấy rồi cái xếp đi đấy xếp được tinh hôi nó có kiểu vào đây nữa cái này tôi như vậy là các anh với trong cái không khí khẩn trương để chuẩn bị cho một cái ngày hội là thành công tốt đẹp thì các anh mỗi người mỗi thấy và sự nhiệt tình của các anh này có thể nói là rất nể luôn các bạn. Mình khỏe nhất là vào ở tất cả các bạn ở khu vực lên này, đó là cái sự nhiệt tình của các anh. Với các bạn cùng các địa phương không biết là cái không khí của ngày hội đại đoàn kết toàn dân như thế này chưa, nhưng Long đã được đi nhiều và rất nhiều các cái chương trình của ngày hội đại đoàn kết, bởi vì những chương trình này là mỗi xã có một thôn bản làm điểm, nên là mỗi thôn bản này là Long sẽ tiếp cận đầy đủ và ghi lại một số hình ảnh. Bởi vậy các bạn mong muốn khám phá cái bản sắc văn hóa dân tộc Thái thì hãy đăng ký kênh YouTube Tập Long Hành cũng như làm ấn nút chuông trên cùng để nhận thông báo để đón xem tất cả các video về bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở khu vực nơi mình sinh sống cũng như là khu vực lân cận nha các bạn. Còn ở đây là không khí của bà con đang ở trong đại hội đoàn kết toàn dân. Mình sẽ quay phòng to cho các bạn xem. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào ông bà, cha mẹ, một mình, con cháu thảo hiền. Rồi bây giờ mình sẽ dừng video tại đấy nha các bạn, để tiếp tục công việc của mình, đó là tác nghiệp và ghi lại một số hình ảnh rất gần gũi của về ngày hội đoàn kết nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trên kênh YouTube Tập Long Hành. Đối với các bạn nào mà muốn xem thì hãy nhớ đăng ký kênh nha.
cái này là mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ Cà Long trong thời gian qua.